Shop Game Nhật và Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liệt kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979637554. Khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo để tiết kiệm cho cái việc chi phí cũng như là việc thuận tiện cho việc trao đổi hình ảnh và thông tin. Shop bắt đầu từ tuần này, shop sẽ phát ở cái khung giờ là 19:30, tức là 7:30 tối hoặc là 7 giờ. Shop sẽ bắt đầu chuyển dần để các anh chị cho tiện cho việc theo dõi. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là hai cái dĩa gốm rất là đẹp. Độc đáo ở chỗ là hai cái dĩa này nó tạo hình cái vỏ sò. Lòng dĩa nó vẽ cái lá phong. Họa tiết được vẽ thủ công rất là đẹp. Đáy có truyện ký của nghệ nhân và ở dưới cái đáy của dĩa này nè. Nó có ba cái chân. Cái màu men nhìn rất là tinh tế cũng như là cái kiểu men rất là độc đáo. Cái dáng rất là đẹp. Nhật Bản là một cái quốc gia biển đảo cho nên thường họ gắn liền với những cái con vật ở biển. Cao 4, dĩa này nó cao 4, dài 11 năm, rộng 10.5, mã sản phẩm là H1, giá 120k trên cái, shop có 2 cái. Sản phẩm thứ hai đó là một cái cặp tôm men lam. Cặp tôm men lam xưa rất là đẹp. Dáng hay với cái màu men lam rất là men chàm đó hay là trắng xanh đó. Màu men rất là đẹp luôn. Họa tiết được vẽ thủ công, mang cái phong cách rất là đặc trưng của Nhật Bản. Trên cái mặt của cái dĩa này thì chữ tô này nè, chúng ta thấy có cái vết lõi lò này. Cái vết nung á, khi nung đấy. Cái cốt sứ rất là tốt với nước men bông men bóng rất là đẹp. Tô này nó cao 4, đường kính 14, mã sản phẩm là H2, giá 150k trên cái, shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái này gọi là cái cốc hay là cái bát. Nó đều được. Cái này nó thực tế nó là một cái bát nhưng mà nó tạo hình một cái cốc rất là đẹp. Bên ngoài nó vẽ hoa và cái kiểu men cũng như là phong cách đó. Nó mang cái phong cách của châu Âu. Vẽ hoa rất là đẹp. Họa tiết được vẽ thủ công. Nó vẽ kiểu giống như gốm thủ công của châu Âu vậy đó anh chị. Nhưng mà cái cốt gốm nó thì vẫn là đặc trưng của Nhật. Đây. Này rất là to, nó to hơn cái bát ăn cơm, to hơn cái chén ăn cơm. Cao 7. Đường kính 14. Mã sản phẩm là H3, giá 150k. Cốt dày nặng, men bóng đẹp lắm. Tiếp theo là một cái tô men lam xưa. Cái tô này nó rất là đẹp. Cốt chuẩn xưa. Dáng hay. Cái màu men lam nhìn rất là tinh tế. Lòng nó vẽ đào trúc tùng với phong cách rất là độc đáo. Cái màu men nó mang cái vẻ đặc trưng của Nhật đó. Nhìn rất là ấn tượng. Nó vẽ với cái phong cách rất là phóng khoáng. Cốt chuẩn xưa. Cái này thì đặc biệt là cái men nó rất là đẹp. Men nó sâu như men ngọc vậy đó. Cao 4.5. Đường kính 15. Mã sản phẩm là H4, giá 200k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa Imari. Một cái dĩa Imari tức là Arita cổ đó, rất là đẹp. Dòng này là mang cái dòng đặc trưng nè, chúng ta thấy vừa mang lam và ngũ sắc nè, nó kết hợp giữa mang lam và ngũ sắc. Thường thì cái này đó nó mang cái nét đặc trưng của cái dòng Hai-sen, tức là Hai-sen là cái tiếng Nhật nhưng mà thật ra nó là Arita cổ. Nó vẽ những cái nét mang lam nó kết hợp với những cái đường viền bằng vàng. Đây chúng ta thấy là những cái đường viền bằng vàng này được vẽ bằng vàng thật á, rất là đẹp. Dòng này đặc trưng của dòng Hai-sen là Hai-sen là cái dòng được sản xuất vào cái thời Meiji đó, khoảng từ năm 1868 đến năm 1903 đó. Dĩa này mang cái nét đặc trưng của cái dòng Hai-sen. Ở đây chúng ta thấy cái viền á, cái trên cái vành nó được viền vàng, mạ vàng, nhưng mà trải qua cái thời gian lâu quá thì vàng nó phai. Do cái kiểu vẽ vàng trên men á nó bị phai. Đặc biệt là dĩa này cái cốt nó và cái nước men rất là đẹp. Đường kính 21 5, mã sản phẩm là H5, giá 350k. Tiếp theo là một cái dĩa sứ. Cái dĩa này nó giống vừa giống men ngọc mà vừa giống bạch định. Dĩa sứ rất là to, nó tạo hình một cái đóa hoa. Ở đây chúng ta thấy nè, lòng dĩa và cái vành dĩa nó tạo hình đóa hoa, nó đắp nổi giống như một cái đóa hoa vậy. Cả cái dĩa chúng ta thấy giống như một cái đóa hoa đang nở. Nhìn rất là ấn tượng. Trong lòng này chúng ta thấy nè, nó nổi nè. Do đây cái ánh sáng đèn chúng ta thấy nó không có rõ được như thực tế, rất là độc đáo, giống như một cái đóa hoa đang nở vậy đó. Toàn bộ cái dĩa này đáy có ấn truyện rất là rõ ràng. Cốt dày nặng, men rất là đẹp. Dĩa này cao 7, đường kính 18, mã sản phẩm là H6, giá 150k. Tiếp theo đó là một cái dĩa gốm rất là đẹp. Cái dĩa gốm rất là đẹp, cực kỳ tinh tế luôn. Ở đây chúng ta thấy nè, đây một cái đường, cái dĩa này nè nó có hai cái đường viền ngang, hai cái đường hoa văn, nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ độc đáo. Cái dĩa này mà các anh chị chúng ta trang trí như một cái bức tranh vậy đó, một cái bức tranh theo cái trường phái tinh tế á, mộc mạc nhưng mà lại rất là tinh tế, kết hợp với cái kiểu men, chúng ta thấy cái kiểu men xù xì đó và một cái đường viền hoa văn cực kỳ tinh tế. Hay là cái dĩa này các anh chị dùng làm một cái khay trà đó thì rất là hợp, dĩa rất là đẹp. Đây đáy có ấn truyện nè, truyện ký tay đó. Ở đây chúng ta nếu mà trưng mặt sau nó cũng đẹp, cái kiểu men này nó rất là độc đáo. Cốt dày rất là nặng, những cái dĩa này gọi là những cái dĩa vuốt tay hay là những cái dĩa mà chế tác thủ công đó. Dĩa này đường kính 25 mà sản phẩm là H7, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo là một cái bộ bình rượu. Cái bộ bình rượu rất là đẹp. Một cái bộ bình rượu sứ thuộc cái dòng Arita. Cái ly này cái dáng nó cao thanh, vẻ chủ đề trúc lâm thất hiền với cái phong cách rất là độc đáo, cái phong cách cực kỳ phóng khoáng, mang cái nét đặc trưng của người Nhật. Đây chúng ta hay gọi là tam lão đó, nhưng mà thật ra cái này là cái chủ đề trúc lâm thất hiền nè. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, vẽ tay đó, với cái phong cách phóng khoáng chứ không phải là phong cách tả thực, nhìn rất là độc đáo. Cốt sứ rất là tốt với nước men bóng rất là đẹp. Bình này chúng ta thấy nè, vẽ cái nét vẽ rất là rõ ràng.
Không phải họ vẽ không, họ chỉ là vẽ theo cái phong cách phóng khoáng. Bình này cao 15, đường kính 3.8. Dòng thân là 24 năm. Ly cao 6, đường kính 4.5. Mã sản phẩm là 8, giá 350k cả bộ này. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cũng rất là độc đáo. Hai cái tống trà bằng gốm mộc. Hai cái tống trà gốm rất là đẹp. Hai tống trà này thì nó khá là to. Cái tống này thật ra thì nó gọi là cái tống đại, nó sử dụng trong trà đạo. Trà matcha sẽ được đánh trong những cái tống này nè, sau đó được rót ra những cái chén trà, ra những cái chá quan đó để dùng. Cái tống này được chế tác hoàn toàn thủ công nè. Đây là cái ấn truyện rất là rõ ràng, dáng rất là hay, màu sắc rất là tinh tế. Tống này cao 5.5, dài 15 năm, rộng 14 năm. Mã sản phẩm là H9, giá 150k trên cái. Shop có hai cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố gốm rất là đẹp, thố gốm cực kỳ dễ thương, nó tạo thành một cái quả hồng. Ở Nhật thì quả hồng nó là quắc quả, cho nên chúng ta thấy những cái quả hồng nó mang cái vị trí cũng rất là trang trọng trong cái văn hóa của người Nhật. Cái quả này tạo hình, cái thố này tạo hình quả hồng, được chế tác bằng bằng thủ công rất là tinh xảo. Chúng ta thấy phủ men này cực kỳ tinh tế, cái vệt men chảy nè, quay cầm được chế tác rất là tinh xảo. Cốt dày nặng, men cực chắc, trên cái miệng nó thì nó có nhâm nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Và bên trong nó cũng có vết nhâm nè. Trưng bày hay sử dụng đều rất là đẹp, thường thì họ để đựng cái bộ trà matcha đó, thì chúng ta đựng trà trên cái bàn trà nhỏ cũng được. Cái nắp nó làm rất là khích các anh chị, phải để ngay chiều nó mới 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 vào được. Đây chúng ta thấy nè, cái hoa văn nè, cái vạch men nè, giống như cái cành đào vậy đó. Chúng ta phải để ngay cái chiều nó mới vào được. Cái thố này nó cao 7.5, đường kính miệng là 6.5, đường kính thân là 7. Mã sản phẩm là H10, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ bộ tô men lam xưa rất là đẹp. Cái bộ tô này nó vẽ cái chủ đề rất là gần gũi nè, chủ đề hỷ đồng điệp, mà cái chúng ta hay gọi là những cái bộ tô chú tiểu đó, nhưng mà thường chúng ta gặp những cái chén chú tiểu mới, còn này bộ tô chú tiểu xưa nè. Cái màu men chúng ta thấy nó cũng khác nè, và cái phong cách này nó vẽ thì theo cái phong cách đặc trưng của Nhật. Đây chúng ta thấy giữa những cái khoảng đó nó có những cái vòng xoáy, trên cái vòng xoáy đó nó vẽ cái hoa văn nước hoặc là những cái ký tự, những cái chữ phúc thọ. Cốt dày, men bóng rất là đẹp. Bên ngoài nó vẽ hoa. Tô này cao 4.5, đường kính 14 năm, mã sản phẩm là H11, giá 150k trên cái, shop có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa sứ Kutani rất là đẹp. Dĩa sứ Kutani rất đẹp, nó vẽ
Họa tiết được vẽ bằng men nổi rất là tinh xảo. Ở đây chúng ta thấy là cây trúc. Và cái con này nó được con cò này nè, con chim cổ rắn. Ở này chúng ta gọi là con chim cổ rắn theo tiếng khoa học đó. Viền rất là đẹp, cái dòng này thì nó xuất sắc rồi. Đây là cái ấn kiện màu xanh lá cây. Do ánh sáng đèn nó tối quá. Ấn kiện này đặc trưng cho cái dòng được sản xuất vào thập niên 60 đó. Ấn kiện nằm trong cái mộc vuông. Dĩa này nó rộng 16, mã sản phẩm là H12, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tô men lam rất là đẹp. Bộ tô men lam rất là đẹp, bộ tô này dùng rất là đẹp nè. Chắc chắn, hoa văn đẹp, màu sắc đẹp. Bộ tô men lam Arita rất là đẹp. Lồng vẽ cái hoa văn hình hoa đào nè. Nhìn rất là độc đáo luôn. Cực kỳ đẹp. Bộ tô này chúng ta xài rất là thích, to hơn cái tén chén ăn cơm nha. Đáy có truyện ký. Bộ tô này nó được vẽ trong ngoài nè. Bộ tô này chúng ta bày trên bàn ăn nó rất là đẹp, cực kỳ chắc chắn. Tô này nó cao 5.2, đường kính 14, mã sản phẩm là H13, giá 120k trên cái, shop có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo, một cái siêu phẩm, một cái bình trà sứ xưa. Kiểu men này thì các anh chị hay gọi là chơi đồ xưa hay gọi là men Tam Thái nè. Có thể chắc nó mang ba cái màu sắc cho nên gọi là Tam Thái. Cái dáng này, cái dáng cổ điển, bình này rất là to cao, trên thân nó vẽ hoa. Cái bình này chúng ta thấy cái phong cách đó, nó rất là gần gũi với gốm Việt cổ nè. Cái hoa này nó vẽ theo cái phong cách của gốm Việt cổ, chúng ta thấy cái hoa cúc này nè. Rất là đẹp, bình này rất là đẹp. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công và vẽ toàn bình luôn. Bốn mặt, mặt nào cũng vẽ cả, vẽ tay. Đây, bên trong nó có cái máu này để nó giữ lại. Cái máu này nó bị mẻ. Lọc này là cái lọc lọc sứ. Bình này thì nó sâu tuổi xưa. Đây. Đáy có truyện ký. Bình này xưa, cái cốt già lắm. Bình này thì cái vòi nó bị mẻ nè. Được chủ nhân cũ họ dán lại như thế này nè. Các anh chị nào mà chúng ta có cái bột vàng Kintsugi đó để giá gốm sứ đó về, các anh chị có thể là thẩm mỹ lại cho nó đẹp hơn cũng được, hoặc là chúng ta để như vậy cũng được. Do những cái bình này chủ yếu là những cái sản phẩm trưng bày, nó mang cái giá trị sưu tầm, mang giá trị của thời gian, cho nên là không có ai sử dụng những cái bình như thế này đâu, chủ yếu là để trưng bày thôi. Thì trên những cái sản phẩm cổ mà nó như thế này thì nó cũng không đáng kể. Bình này nó cao 21, tính luôn tới cái quai, tới cái vòi đó là 20.5, đường kính miệng là 6.8. Dòng thân là 31 năm, mã sản phẩm là H14, giá 650k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam rất là đẹp, tô men lam xưa. Lồng vẽ sơn thủy với cái thế cây là cái thế song thụ.
màu men lam rất là đẹp. Bên này có cái vách núi có những cái ngôi nhà của những cái ẩn sĩ. Hai cái cây tùng thì nó theo cái thế song thụ rất là đẹp. Bên ngoài nó vẽ hoa văn. Đây, chúng ta thấy cái cốt cốt già tôn này thì ở trên cái vành này nè, nó có một cái vết giống như cái vết thâm thối. Đây chỗ này nè, giống như nó có cái vết thâm vậy đó, do có thể nó bị cứng đó. Giống như nó bị tóc và nó thâm đó, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay chức năng, cho nó nằm ở bếp trên này nè. Cốt dày rất là nặng. Tô này nó cao 7.5, 7.7 lần. Đường kính 18 năm, gần 19 rồi, 18.8. Mã sản phẩm là H15, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén này, gọi là cái chén, một cái chén men lam xưa. Nó vẽ chủ đề Trúc Lâm Thất Hiền với một cái phong cách rất là độc đáo. Phong cách này thì nó gọi là cái phong cách phóng khoáng nè. Cái tô này thì cái dáng cái chén này, cái dáng nó hình lục giác nhìn rất là độc đáo. Chén này thì nó giống như cái cha quan. Đây chúng ta thấy nè, vẽ Trúc Lâm Thất Hiền mà chúng ta hay gọi là tam lão tứ lão đó, với cái phong cách rất là phóng khoáng, mang cái nét đặc trưng của người Nhật. Giờ ở đây chúng ta thấy nè, đáy là nó phủ men nâu, sau đó thì nó phủ một cái lớp men lên trên nữa, cái triện rất là đẹp, triện cực kỳ rõ ràng, rất là đẹp, ấn triện rất là đẹp luôn. Lồng vẽ một cái vị tiên cởi mây, cái cởi hạt đây, cái tiên ông cởi hạt. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Chúng ta thấy vẽ bên trong thì nó khó hơn vẽ bên ngoài rất là nhiều. Chén này nó cao 6.5, đường kính 11, mã sản phẩm là H16, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố men lam rất là đẹp. Cái thố này nó to, bên ngoài nó to lắm các anh chị. Cái dáng rất là hay. Thố này cái dáng rất là đẹp. Để cái góc máy này thì các anh chị sẽ thấy được cái dáng rất là đẹp. Phủ cái men rất là tinh tế, vành nó vẽ hoa văn, cốt sứ rất là tốt. Cái thố này nó còn mới nguyên, nó còn cái hộp, nhưng cái hộp nó cồng kềnh quá, nó vận chuyển lúc này khó, cho nên shop bỏ cái hộp đi. Thố này là nó mới, chưa sử dụng, còn cái hộp luôn á. Thố này nó thuộc cái dòng Arita, truyện ký tay, rất là đẹp. Này chúng ta thấy cái tay cầm trên nắp này, nhìn rất là hay luôn. Thố này bên ngoài to lắm. Thố này các anh chị đựng cơm hai người ăn được, hai người của gia đình nhỏ, đựng súp, vệ sinh lắm. Nó có cái nắp. Thố này cao tới nắp luôn á, là 12. Đường kính miệng là 15. Đường kính của cái nắp là 16 năm. Mã sản phẩm là H17, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo là một cái tô sứ, cái tô Imari xưa rất là đẹp. Imari là tiếng Nhật, thật ra thì nó là cái Arita cổ đó. Imari nó là Arita cổ, do trước đây từ thế kỷ 17 đến
thế kỷ 20 đó thì những cái sản phẩm mà của cái vùng Adida, những cái sản phẩm sứ của vùng Adida sản xuất sang châu Âu là nó sản xuất qua cái cảng Imari, cho nên nó trong tiếng Anh Imari thì nó đặc trưng cho cái vùng sứ Adida đấy. Tô này là nó vẽ theo cái phong cách Hai-sen, tức là cái phong cách men lam, sau đó thì được viền vàng, viền bằng vàng thật trên cái nền men lam. Đây chúng ta thấy nè, cái lá của cái cây cây trà này nè, cây hoa trà này nè, nó được viền bằng men lam, nó được vẽ bằng men lam mà nó được viền bằng những cái chỉ vàng thật rất là đẹp. Những cái đóa hoa cúc này nó được vẽ bằng men nổi, bên ngoài này nó vẽ bướm được các chị, họa tiết được vẽ thủ công rất là đẹp luôn. Không, và ở đây chúng ta thấy một cái thủ pháp rất là hay nè, cái cây hoa trà nè vẽ từ ngoài kéo dài vào trong, bên trong là cái đóa hoa trà cực kỳ tinh tế. Ở Nhật thì cái hoa trà nó có cái giá trị rất là thiêng liêng, do Nhật họ theo cái thiền phái thiền tông từ cái tổ sư Đạt Ma. Cái hoa này nó được vẽ thủ công rất là tinh xảo, trên là cái nó nhị nè, có đôi chim, trên đây là vẽ cái hình hạt, hạt được vẽ nổi. Chúng ta thấy cái men mà nó bị phai như cỡ này á, thì cái tô này nó rất là sâu tuổi. Tô này theo sớm nghĩ á, là nó đặc trưng của cái cách vẽ này nè. Cái men này là cái giai đoạn Meiji, khoảng là từ năm 1868 đến năm 1903. Tô này chắc chắn nó đã hơn 100 tuổi nè. Chúng ta thấy men mà nó mòn cái này thì chúng ta thấy nó rất là sâu tuổi rồi. Tô này bên ngoài thì nó đẹp hơn trong video, rất là đẹp luôn, đóa hoa cực kỳ tinh tế. Trong cái mặt men này chúng ta thấy nó có những cái vết lỗi, này là lỗi lò và những cái nốt ruồi, cốt dày rất là nặng. Tô này nó cao 7, đường kính 7.5, 17 năm, mã sản phẩm là H18, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô gốm to khủng rất là đẹp, tô gốm to khủng rất là đẹp. Đặc biệt á, cái phần này nè là cái phần hỏa biến, cái cốt gốm mà nó được nghệ nhân họ 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 tạo nên cái màu sắc như thế này nè, từ cái nhiệt độ. Cái phần này là cái phần không hủ men á anh chị, phần cốt gốm luôn, chúng ta gọi là quả biến, tức là nó biến đổi do tác động của lửa. Còn bên đây thì chúng ta thấy là những cái vệt men loang lổ đặc trưng của cái dòng Hagi nè, cái vệt men loang lổ giống như là những cái vệt nắng mà nó chạy trên cái mặt hồ vậy đó các chị. Tô này rất là đẹp, lồng nó vẽ hoa anh đào, họa tiết nó được vẽ âm vào trong cái cốt gốm. Ở đây chúng ta thấy này, cái hoa anh đào màu trắng trên cái nền cốt cốt ngướm màu đen, nó tạo nên cái nét tương phản nổi bật rất là rõ ràng, rất là hay luôn. Đây chúng ta thấy nè, nó kiểu men nó rạng giống như là mặt đất khô hạn vậy đó, nhìn rất là độc đáo. Đây chúng ta thấy cái màu gốm nè, giống như nó bị cháy xém nhưng mà nó có cái đường phân cách rất là hay. Đây là cái truyện ký tay của nghệ nhân, truyện ký tay. Đó là chúng ta thấy là cái kiểu mà gốm mà nó bị cháy nhìn rất là độc đáo. Tô này cốt dày nặng, ở Nhật những cái tô này cái giá trị cao lắm. Tô này nó cao 7.5, đường kính là 23, mã sản phẩm là H19, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men ngọc, tô Celadon.
rất là to, tô xê lao đông xưa cực to, cái dáng rất là hay. Đặc biệt là cái tô này nè, lồng nó vẽ nổi cái núi Phú Sĩ, và bên đây chúng ta thấy là nó có một cái vệt, vẽ những cái vệt ngang giống như là cái những cái áng mây mà nó vắt ngang cái sườn núi vậy đó. Cái núi này nó được vẽ nổi các anh chị, chúng ta rờ vào nó cộm tay nổi 3D á, dáng rất là hay, rất là tinh tế. Thì chúng ta thấy nè, nó mang cái nét tinh tế rất là độc đáo. Ngọn núi Phú Sĩ, Phú Sĩ là cái ngọn núi thiêng, cái nơi biểu tượng của Nhật Bản. Dòng này là cái dòng xe la đông xưa, tô này rất là to, cốt dày nặng, men nó sâu, tô này nó cao 6, đường kính là 22 năm, mã sản phẩm H20, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ thố men lam, miền Nam gọi là thố, số anh chị mà chơi đồ xưa đó, gọi là cái chén sâm, cái chén sâm hay là cái ly uống sâm. Đây là cái dòng men lam xưa rất là đẹp. Trên thân của cái dòng này nè, nó vẽ chim phượng hoàng cùng với hạc, nó gọi là bách điểu á. Thố này cái dáng rất là hay, nó vẽ men lam và nó điểm một số cái men ngũ sắc màu vàng và màu xanh lá cây. Thố này rất là đẹp, nó vẽ họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Đây chúng ta thấy là chim phượng hoàng này. Hoàn toàn thủ công rất là đẹp. Ở đây chúng ta thấy cái đường viền ở dưới chỗ cái chân nè là nó đặc trưng của Nhật Ấn Truyện xưa. Này cái nắp nó bị mẻ như thế này nè. Cái đồ xưa này thì nắp nó hay bị mẻ như vậy. Thố này thì các anh chị có thể là chúng ta bỏ nắp, chúng ta dùng như một cái ly trà cũng được. Nắp này nó cũng bị rạn nè. Rất là đẹp. Cái màu men lam cũng như cái cốt sứ rất là đẹp. Thật ra những cái sản phẩm này là do shop sưu tầm cách đây khoảng hơn 6 đến 7 năm nó mới còn, chứ hiện tại là những cái đồ này thì các anh chị mà hàng mới mà khui trong tấn thì không bao giờ có, hoặc là hàng tiễn cũng vậy, đồ men lam không có nữa. Thố này nó cao 9, nhưng mà không tính nắp là nó cao 6.6.7, 6.8. Đường kính 8.5, đường kính nó là 8.5. Mã sản phẩm là H21, giá 250k trên cái, shop có 4 cái. Một số cái thì nó nắp nó bị tóc, bị mẻ. Ở đây cái thốn này thì chúng ta sử dụng như ly trà cũng được, mà bỏ cái nắp sử dụng như ly trà. Tiếp theo là cái sản phẩm rất là đặc biệt. Một cái tô Imari xưa hay là Arita cổ đó, tô này là chữ cổ nè, cái dáng rất là hay,
cốt dày cái tô này. Ở ngoài thì chúng ta nhìn ở trong á, thì nó rất là đơn giản, nhưng mà ở ngoài nó mới là một cái điều đặc biệt. Nó kết hợp giữa ngũ sắc và mạn lam, và nó kết hợp một cái kỹ thuật cổ của Nhật. Ở đây là cái kỹ thuật này nè, chúng ta rất là hiếm gặp. Cái con rồng, cái họa tiết ở đây chúng ta thấy là vẽ một cái đường men đỏ vắt dưới cái chân tô nè. Thì chúng ta thấy đây, cái con rồng này nè, rồng vần quả châu. Con rồng này là được mạ bạc sau đó là nung men, nó sẽ ra cái màu sắc như thế này. Nó giống như là bạc là nó bị cháy xém vậy đó các anh chị. Màu đen này là màu của bạc được nung trong cái nhiệt độ cao. Kỹ thuật này rất là hiếm gặp. Kỹ thuật này là cái kỹ thuật rất là kỹ thuật cổ đặc trưng của Nhật nè, rất là hiếm gặp cái dòng này nè. Đây là được mạ bạc sau đó được nung, nó sẽ ra cái màu đen như thế này nè. Trên cái nền men đỏ rất là độc đáo rồi. Và đặc biệt chúng ta thấy nè, trên cái vành này nè, và là vẽ chủ đề Trúc Lâm Thất Hiền theo cái phong cách rất đặc trưng của Nhật, và vẽ rất là tinh xảo. Ở đây chúng ta thấy khi nhìn sát lại chúng ta mới thấy cái độ tinh xảo của nó, ở ngoài chúng ta thấy nó rõ nét hơn. Nó vẽ không có đậm nhưng mà từng cái mặt người nó đều hiện rất là rõ, từng cái chi tiết tiếc là mắt mũi miệng. Đái có truyện ký nè, cái tô này chữ cổ á anh chị, rất hiếm gặp cái dòng tô này nè. Đặc biệt là cái cốt nó dày nhưng mà nó khá là nhẹ so với những cái kích thước cũng như là những cái tô cùng kích thước. Tô này cao 8, đường kính 16 năm, mã sản phẩm là H22, giá 650k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một cái tô gốm rất là to, rất là đẹp, lồng nó vẽ hoa cực kỳ tinh tế. Đây chúng ta thấy nào, vẽ hoa trên cái nền men rạng, họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo và công phu. Tô này bên ngoài nó đẹp hơn trong video rất là nhiều luôn anh chị, rất hiếm gặp cái tô gốm mà đẹp như thế này nè. Rất là đẹp. Bên ngoài nó cái phủ với cái men nè, kiểu như cái men tuyết nhẹ vậy đó. Đáy nó có ấn truyện nhưng mà cái ấn truyện ẩn rất là khó thấy. Nó có cái ấn truyện ẩn rất là khó thấy. Trên video chúng ta không thể nào thấy được. Những cái sản phẩm gốm thì chúng ta chỉ có thể là cầm trên tay á, chúng ta mới cảm nhận được cái vẻ tinh tế của nó. Tô này cao 7, đường kính 21, mã sản phẩm là H23, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam xưa rất là đẹp, rất là to. Chỗ này nó bị dơ, chưa có rửa sạch. Một cái tô men lam rất là đẹp, rất là to luôn. Cái tô này to nha các anh chị, tô này chữ cổ nè, tô này nó thuộc cái dòng Arita với cái màu men cực đẹp. Màu men này đẹp lắm, nó vẽ sơn thủy với cái cảnh rất là bình yên. Ở trên núi này nó có cái ngôi nhà nhỏ nè.
trên ngọn núi nó có cái ngôi nhà nhỏ. Ở đây chúng ta thấy nè, nét vẽ tay cực kỳ tinh xảo. Ở bên dưới này có một cái thôn trang. Rất là đẹp. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Cái này là với cái vết giống như nó bị tróc men ở trên cái vành này nè. Do nó cổ quá hay sao nó bị tróc men như này. Chỗ đen đen này nè. Ngoài ra thì nó lành, nó không bị tróc gì cả. Nó chỉ có cái vết mà chỗ men này, chúng ta thấy mà men mà nó bị trỏng như tróc như thế này thì chứng tỏ nó sâu tuổi dữ lắm rồi. Tô nên nặng. Đây chúng ta thấy vết khờn men này, rất là rõ ràng. Chứng tỏ là cái thời gian rất là lâu của tô này tác động thời gian rất lâu nó ruồi. Đây, đáy có truyện ký này. Tô này nó chỉnh cổ. Từ cái dáng nước men cho tới cái họa tiết đều rất là độc đáo. Rất là xuất sắc. Cao 8.5. Đường kính 22. Kính 22 là to đó các chị. 22 là tương ứng với cái dòng thân nó là tới 68. Mã sản phẩm là H24, giá 850k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu, cái an. Cái này thì theo shop thì nó giống cái an, thì thật ra cái này nó giống cái cha quan mùa xuân. Tại vì ở Nhật nó có những cái cha quan dùng cho những cái võ sĩ sumo, những cái cha quan dùng cho lễ hội trưng bày. Cái này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nè, hay là cổ đó. Chúng ta thấy nè, cái men thì nó hiện rõ cái tác động của thời gian rất là rõ rồi. Cái dòng này gọi là cái dòng celadon, hay là chúng ta gọi nôm na là men rạng, mà cái men rạng kiểu mà rạng giống như vỏ trứng vậy. Trên thân nó vẽ cái dây nho, đặc biệt là cái họa tiết nó vẽ kéo ngoài từ từ ngoài vào trong. Đây là chúng ta thấy là vẽ từ bên ngoài nè, kéo dài vào bên trong như thế này. Họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo, cực kỳ tinh xảo và vô cùng tinh tế. Cái kiểu men rạng rất là đẹp. Bản thân cái men rạng này nó giống như một cái tác phẩm hội họa trừu tượng. Đây là cái kiểu men anh chị, không phải là cái vết nổi, không phải là cái vết rạng nha. Cái kiểu của nó vậy. Chúng ta thấy bản thân cái kiểu men này nó đã là một cái tác phẩm đẹp rồi. Cực kỳ đẹp. Đáy có truyện ký của nghệ nhân. Rất là hiếm gặp dòng sản phẩm này. Câu này cao 8. Đường kính miệng là 17, đường kính thân là 10 18. Đường kính thân nó to hơn tí. Mã sản phẩm là H25, giá 650k. Phiên bán hàng phần 1 có ngày 12 tháng 10 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ, và xin hẹn lại ở phiên bán hàng phần 2.